bao nhiêu đây thì đâu có nhầm trò gì, bao nhiêu đây thì đâu có nhầm trò gì. Ngồi trong bà không uống ai coi, ngồi trong bà không uống ai coi. Ai uống bia cầm lâu sao khó coi, cầm ít thôi được rồi. Giờ đây ta uống cho say người cầm làm chi, cầm mà để lâu nói mì uống tổ. 1, 2, 3, vô. Bạn từ xa tới đây cho chúng tôi làm quen mau mau. Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng, đứng ngồi không yên, quên mất cái ly rồi sao? 1, 2, 3, vô. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường. Điều đầu tiên thì cho phép Nhật Cường chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì sáng hôm nay là Nhật Cường bay chuyến máy bay từ Nha Trang ra tới Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng có xe hơi đưa Nhật Cường tới Huế. Sau đó Nhật Cường và bác tài xế tranh thủ ăn trưa, ăn đặc sản Huế, hai người quất hai tô bún bò. Và tiếp tục cùng tài xế đi về làng cổ Phước Tích. Ngày xưa Nhật Cường cũng có nhiều kỷ niệm, đã từng chảy hội ở đây, cũng có từng diễn tại đây, một cái làng Phước Tích rất là nhiều di tích lịch sử. Và hiện nay là Nhật Cường đang ở trên sông Vân Lâu, và cái cầu phía sau lưng là Phước Tích, thì ở đây cũng là ghé thăm một người em, đó là diễn viên điện ảnh Trương Lập. Thì về đây là thăm làng cổ Phước Tích của em, làm việc thiện nguyện phát quà cho những người già trong làng, và đồng thời cũng là về để đưa linh cụ cốt của má của Trương Lộc đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày mai. Phải nói là nơi đây rất là bình yên, khung cảnh rất là trữ tình, rất là đẹp, có những lũy tre làng nè, có sông nước nè, có vàng mướp nè, dần dần và được nghe tiếng gà gáy nè, chim kêu nè, rất là thú vị. Nay có dịp thì về cái làng Phước Tích này rồi, muốn chia sẻ với cùng cả nhà đôi điều. Thứ nhất là về đây để chia sẻ với em Lộc và chia sẻ cùng gia đình với nỗi buồn là má em Lộc ra đi. Thì Nhật Cường cũng đến đây thắp nén nhang cầu nguyện cho bác gái được yên nghỉ nơi cửa Phật. Sau đó cùng chia sẻ với em, bên cạnh đó còn ghi lại những hình ảnh cảnh đẹp thơ mộng yên bình ở làng quê Phước Tích, nơi em sinh ra và lớn lên, đã chia sẻ đến cả nhà và cùng với gia đình dùng bữa cơm gọi là tình thương, và cùng ca hát, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đến cho cả nhà mình. Đây là khung cảnh rất thơ mộng nha. Đó, nhìn vô miếng đất của dòng họ bên nhà em Lộc đó, thấy không? Trưa hè mà bắt cái dọc ở đây nằm ngủ rất là tuyệt vời. Mát, cực mát luôn, gió thổi lồng lộng đã. Nhiều khi mà gió thổi lồng lộng á, nó làm hú hay ồ thì mong quý vị thông cảm nha. Wow, một buồng chuối. Thiệt, cái đó là còn tôn trọng tôi, em làm anh vừa chết anh rồi. Nhà cái gì? Ủa đây nhà ta hả? Ở ngoài trời mưa sao cái lộn? Ở ngoài trời mưa mà sao cái lộn? Vậy mỗi người em chào rồi. Mà không giờ mà em mà vô vô bắt lỗi em. Ủa xin lỗi. Có chào mà. Quan trọng là biết bao nhiêu người chào. Có chào, có chào. Mình phải chào người ta trước thì thấy mình không chào này. Cũng phải là vậy nè. Vậy nghi lễ luôn. Anh biết tôi thắc mà tại sao không đứng lên nó rồi. Đó. Biết ta lụng mà tại sao? Anh đừng chọc luôn. Em dành ra cái tiếng cái lộn ra luôn. Rồi. Thôi. Mệt rồi đó, tôi chưa ăn sáng mà. Huyết áp bây giờ, thôi. Vậy thôi xin lỗi quý vị nha, đây nhà người ta mà. Thì bên này sát phạt, thì chúng tôi đột nhiên nghe bên kia có sự rên rỉ nhẹ. Đó là gì thế? Ôi da. Ô, bên đây. Thôi. Đừng có giỡn nha, ở đây bóng điện. Ý có bóng chúa đây. Bóng 13 nữa. Đây bóng chúa nè. Đây bóng mén nè. Đây bóng kinh nghiệm. Đùa giỡn vui vậy, biết bao giờ già trời. Sau khi nhóm nghệ sĩ chúng tôi uống cà phê xong và tâm sự xong, đùa giỡn xong, và từ từ đang kéo vào bên trong ngôi nhà của dòng họ của em Lộc,
để dùng bữa cơm trưa với gia đình và chia sẻ cùng gia đình. Đó, Hiếu Huy là người dẫn đầu, sau đó đến Cao Minh Đạt. Và còn nữa ở phía sau rất nhiều nha. Mưa lớn lên đi ai buồn biển liền. Mưa râm râm, mưa phùn. Và bây giờ là lúc mà cả đại gia đình chuẩn bị vô buổi ăn trưa, sau đó phát quà từ thiện, rồi sau đó đoàn chúng tôi về quê. Anh Dung đâu vậy? Sau cơn mưa trời lai tạnh và cuộc chiến đã tạm vơ dần, bên kia không khí vẫn còn ồn ào và náo nhiệt. Bây giờ đến là phải khoác vai nhau và tâm sự rồi đó. Bây giờ mình qua cái gian bên này mình quay, mình coi thử căn phòng nó trang trí như thế nào nha. Bắt đầu chúng ta bước vào trong mình. Ở đây nhà thiết kế thì tường gạch, mái ngói rất là thoáng và mát. Rất là đẹp xinh. Đó. Đang quay mà phía bên này nó đang ngồi, nó chặt tiếng lên cho nên thành thử ra mình né né nó tí xíu. Quá đẹp, quá đẹp. Nhà rất là đơn giản nhưng nhìn tổng thể thì rất dễ thương, rất đẹp. Thoáng, tối ngủ rất mát. Nhớ có mùng, không thì sẽ bị muỗi đốt nha. Và một số anh em đã kéo ra phía chòi để lai rai cầm đờn tâm sự. Lai rai sương sương. Đến tối mới là quan trọng. Lai rai vô, lát nữa vô thắp nhang cúng cho bác gái nha. Hello, ai cái vô kênh của anh Cường. Kênh của anh Nhật Cường là bây giờ là rất là nhiều người coi lắm rồi. Không, nên mình cứ ai để đáp lý kênh của anh Cường là vô ủng hộ anh Cường tới nơi tới chỗ. Anh Cường kèm á. Nhiều rồi mà. Nhiều rồi. Anh Cường đi bắt con gốc bồi bồi mà. Chà bá. Đó. Nghe không? Bên Mỹ. Đó, siêu tổ. Nhưng mà có hai kênh nha, kênh Nhật Cường Cười Đi Nhớ là kênh nghệ thuật, còn cái kênh Đi Chơi là Nhật Cường TV. Chiều mà ngồi đây mà lai ra nghe đờn hát đã ha. Ha. Ở đây gió quá cho nên nhiều khi nó ù ù thông cảm. Đó. Gió nhớ gì? Ngẩn ngơ. Nguyễn Viên Tâm Hay. Lý tưởng quá. Mưa. Bài hát mưa nó mưa liền á. Diệp Bom đang. Ca sĩ diễn viên điện ảnh người mẫu Châu Thế Tâm đang trải lòng bài hát. Nghe không? Vừa xuống tới nơi nè, thấy không? Hành lý vẫn còn đây nè. Đó, thế là anh em ráp xong, ngồi ca hát từ từ. Bên kia đang làm lễ cúng bác gái. Để tối nay các mọi người họp mặt tại đây thì chuẩn bị cũng được 6-7 bàn đó. Cơm trưa lai rai đã xong, bây giờ đã dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho tối hôm nay. Khô hết rồi. Cao. Mấy anh em bây giờ có người chắc có được vài lon à. Dưỡng sức tối chơi.
Bây giờ là âm nhạc là chính nha. Em tôi đã một mình nhớ em. Đến đây tôi lại buồn nhớ em vội vàng. Tập ghê thiệt, nó ra tới Huế là cổ phân tích nó còn nhớ em ở Sài Gòn. Nhớ quá, ngồi nhậu mà còn nhớ em. Nhớ em giọt mồ hôi đông mây, nhớ xưa một cả đôi. Còn gì bằng cái không khí ở đây mà được mà ngồi ngắm cảnh, ngắm sông, ngắm cầu, ngắm nhìn mặt mọi người và được nghe hát và đờn ca và được hát để xả cái hơi bia là thật là thú vị không gì bằng. Bò mái nhạc chế đó. Vắng em thì còn, vắng em thì còn em gái em hả? Nó to và khỏe hơn em. Vắng em thì còn em gái em, nó to và khỏe hơn em. Nó to và khỏe hơn thế đó. Đôi chân gian ra ơi vì rộng nên anh thương em gái em. Thật là hộp dưa luôn. Bà ra tôi vô mà vô tôi ra, bà ra tôi vô mà vô tôi ra. Đến giờ là Việt Bồng xà mà nè. Giờ Việt Bồng là gửi đến em bài hát gì mà về ăn nhậu nè. Dạ đúng rồi. Đó. À, bài nhạc chế bài này nói về ăn nhậu, bài quốc ca ăn nhậu. À, dạ. Bài này qua Mỹ em vẫn hát với Nhật Cường bài này. Bạn từ xa tới đây cho chúng tôi làm quen mau mau. Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng. Không yên, quên mất cái ly rồi sao? 1, 2, 3, vô. Ngắn gọn và đơn giản đúng không? Hát lại cho anh em nhớ nha, để lát tối là mình chơi bài này, đúng không? Lại nha anh Cường ơi, bài này cũng ra nhớ nha, rất là ngắn gọn. Bởi vậy. Bạn từ xa tới đây cho chúng tôi làm quen mau mau. Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng. Ngồi không yên, quên mất cái ly rồi sao? 1, 2, 3, vô! Hoài luôn. Đó, vô hoài luôn á. Giờ làm 10 lần nữa đi. Rồi đó, đúng là cái thuộc này, đó đúng là lần nữa. Làm 10 lần nữa đi. Đó, chuẩn bị cho thuộc nè. Rồi, làm 10 lần nữa. Bài con là 2. Rồi, chuẩn bị vô. Vô, vô. Bạn từ xa tới đây cho chúng tôi làm quen mau mau. Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng. Đứng ngồi không yên, quên mất cái ly rồi sao? 1, 2, 3, vô. À, đúng rồi. Sau cái bài quốc ca nhậu đến cái bài kia, okay. Những nẻo đường phù sa. Tôi chết luôn. Đó, à, vô. Nay mình hy sinh. Trông thấy bạn xin làm camera. Bây giờ mình chế lại mình quay những nẻo đường cho các bạn xem nè. Việc bom trổ tài ở bờ biển sông quê. Trông thấy bạn quê là phân tích nhớ đi nhớ xưa. Nhớ bi nhớ rượu. Chờ tình đời trong túi chúng ta rủ nhau đi uống thôi. Thoáng trông thấy vợ ta vừa như ta không đây. Vợ mà vừa bước đi là ta uống. Vợ ta đi tới ta quay mặt đi. Vợ ta đi khuất thôi ta cạn ly. Uống không ăn không say không về. Rượu bia đây ta cứ uống đừng sợ hết đi. Xét rồi đó. Hết bia ta quay sang dù. Hết bia ta quay đồn vàng. Nếu say ta đi khách sạn có ngại chi. Ủa sao tao đi khách sạn kế gần bên nhá. Anh Trường là ủa sao đi khách sạn
kế gần bên. Hai ba vô. Bạn từ xa tới đây chúng ta làm hát chưa, hát trước khi vô, hát trước khi vô. Bạn từ xa tới đây hai ba vô là hai ba vô. Thôi chưa. Bạn từ xa tới đây cho chúng tôi làm quen mau mau. Có gì đâu mà ngại ngùng, có gì đâu mà lúng túng. Đứng ngoài không yên, quên mất cái ly là sao? Hai ba vô. Vô hoài luôn. Quá sung cho nên quá nguy hiểm cho nên Diệt Bồn bây giờ đến cái bài Quốc ca 2 đó là bài của Huyền Thoại ăn nhậu của Nhật Cường. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm trò gì. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm trò gì. Ngồi trong bà không uống ai coi. Ngồi trong bà không uống ai coi. Ai uống bia cầm lâu sao khó coi. Cầm đứt thôi được rồi. Chia đây ta uống cho say nó cầm làm chi. Cầm mà để lâu rồi mày uống tổ. 1, 2, 3, vô. Không ai cầm camera cho nên mình tự cầm tự quay luôn mới vui. Hấp dẫn. Ngồi trong bàn không uống ai coi. Thấy cảnh đẹp quá. Ngồi trong bàn không uống ai coi. Nhưng mà sau khi cái bài đó là còn cái bài gì mình gọi là huyền thoại nữa không? Huyền thoại đúng. Đó, bài huyền thoại mẹ. À, cái bài vừa rồi là bài gì? Bài vừa rồi là uống nước nhớ nguồn. À, được sửa lại luôn hả? Vô, sửa lại nè. Uống ít mà nói nhiều. Cầm ly mà bọt xuống. Anh ơi có uống không anh? Nếu mà không uống, cút mẹ mày về đi. Vô. Lịch sử nhất nó vô cái câu cuối rồi mới là lịch sử này nó chửi ta vô ít mà nói nhiều tôi rồi đặt xuống. Anh ơi có uống không anh? Nếu mà không uống em uống giùm anh. Đó là câu sau này. Uống ít mà nói nhiều cầm lên rồi đặt xuống. Anh ơi có uống không anh? Nếu mà không uống cút mẹ mày về đi. Cậu cuối dạ mang quá. Mai mốt coi kênh Nhật Cường anh em mình là khói đã rồi đó. Đó. Nhớ chưa, những người mà đô bất tử. Đô bất tử ngồi đây em à. Em coi hoài mà, coi hài kênh hài nhiều. Ở bữa nay có em lên bữa nay có em lên kênh Nhật Cường này đó. Vô. Rồi đây bên này. Thì hồi nãy là Diệt Bồn mà hát còn là gần tới nhậu thì bây giờ mình giúp vui một cái bài gọi là Huyền Thoại Nhau. Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia. Yeah. Rượu từ lúa nấu ra 2003 một xì, bia làm sao sạch được? Rượu là rượu mà bia là bia. Đám trong mông đầm tới cơn bạc hồi nhậu. Vợ có nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được. Bạn gọi ta thì ta nhậu, vợ thì vợ mà tha thì đây. Ai trong đời mà không nhậu, khi nhậu rồi là phải say. Nhậu đừng có lăng quay, khi vừa say ta lo về. Đáng khi sẽ đừng leo lề. Vợ có nói năng đi, ta cũng đi cho bằng được. Ta phải uống với bà, vợ là vợ mà đi là đi. Yo yo yo, ai có vợ mà chẳng có bồ, gọi là tư.
thì sống công khai, cưng nằm trong bí mật, cưng được yêu hơn vợ, vợ được ngọt thì cưng được ngang. Vợ còn muốn đi chơi, ta và cưng ở nhà, cưng mà muốn đi vô trường, vợ thì vợ mà đi là đi gặp những lúc mình về. Gặp những lúc hiếm mi vợ bên ta kề cận, cưng thì đi nhà bằng vàng, chỉ có vợ là number one. Yeah. Ai trong đời mà không nợ, không nợ tiền thì nợ duyên, nợ nó bám liên miên cho đời ta thêm mỏi mệt, nhưng mà ta đây không sợ, nợ thì nợ mà chơi thì chơi. Ai đã nợ cũng phải bán nhà, không bán nhà thì cũng đi hoa. Dù có trốn nơi đâu, nhưng người ta cũng tìm được. Nợ người ta thì phải trả, không trả nhiều cũng lãi ra. Trả nhiều rồi đấy, trả chậm. Dù có khó khăn chi, nhưng mà ta đây không sợ. Quyết ra cho hết nợ, để gặp vợ gặp được con. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Bây giờ là lúc anh em chúng tôi phát quà cho những người già trong làng. Bạn Sĩ Nam cùng đồng hành với những anh em nghệ sĩ thì muốn gửi gắm với bà con làng mình một về phần quà, đó là một món quà gì đó để cho đồng viên cho những cô, những chú, những bác, giống như là trong cuộc sống có niềm vui hơn, có tình yêu thương hơn và muốn đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Con xin cảm ơn tất cả mọi người và những người anh em, đặc biệt là những người anh em ở Sài Gòn, dù có xa xôi cỡ nào cũng bay về đây chia sẻ cái việc tăng gia với gia đình, sau đó là cũng muốn gửi gắm một cái gì đó với ba con là một mục đích, đó là một điều con rất vui lòng phúc và con xin thề rằng đoàn về thì đến tất cả em giới thiệu là, xin lỗi, có thể là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng em xin giới thiệu trước là gồm có bác sĩ Nam là chủ hệ thống nha khoa Tâm Đức. Nếu như ai có nhu cầu làm răng, mà nếu như tất cả chi nhánh nào mà gặp thấy gần thì chắc chắn là bác Nam sẽ hỗ trợ một cách là tuyệt đối, vừa có nụ cười đẹp và có một cái gọi là để cho mình yêu hơn, tươi hơn là gặp bác sĩ Nam, theo bác sĩ Nam. Thứ hai á, không có anh Nhật Cương. Anh Nhật Cương, anh du ở Mỹ, bởi vì anh định cư ở Mỹ. Hai vợ chồng anh Nhật Cương từ xa về, nhưng cũng về đây để mà chia sẻ cái nỗi buồn về niềm vui với gia đình, về người một tấm lòng chung chi về quê hương. Cái thứ ba là có vợ chồng anh Cao Minh Đạt. Anh hai vợ chồng Cao Minh Đạt đâu ạ? Là những người anh em thân thương, và chung là cũng về chia sẻ niềm vui với gia đình, sau đó là cũng đồng hành làm việc thiện nguyện hôm nay. Cái thứ tư là có anh chưa anh Thiếu Hiền. Anh Hiền đúng không? Là cùng một người em thân thương về con ở Sài Gòn. Anh Hiền đang một tay à? À. Có anh Châu Thế Tâm, diễn viên đạo diễn Châu Thế Tâm là một người đồng hành với người diễn viên này à? Qua cái việc này cũng gửi lời sâu sắc cảm ơn những anh em đã dành được thời gian và những cái việc làm rất là ý nghĩa cho cái buổi tiệc lớn tiệc mẹ hôm nay. Thân xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cho nên chúng tôi đã lên danh sách và cũng xin để cho có một cái văn hóa từ từ thì xin đại diện gia đình chúng ta đặt từng hồ rồi chúng ta lên đó chia gửi cái món quà. Một câu gọi chúng tôi xin tri ân và xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình phải nói là một điều rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ đón nhận những người con của xa quê hương nhưng mà người con yêu dấu vô tích, đó là anh Nhật Cường. Cho dù là rất là xa nhưng hôm nay anh về nhiều người con đẹp đối với gia đình của anh Lộc. Ngoài ra anh dành những tình cảm đặc biệt của bà con hôm nay. Xin trân trọng mời lời dạy tâm sự của anh Nhật Cường. Điều đầu tiên thì Nhật Cường xin đại diện gia đình nghệ sĩ và đại diện luôn cho bên nhà khoa Tâm Đức của các anh bác sĩ Hữu Nam thì
điều thiên cho chúc cho các bác luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và Nhật Cường cũng mong muốn là cái tình nghĩa này nó còn mãi mãi và tồn tại, bởi vì chúng ta luôn luôn nhớ câu là lá lành đùm lá rách, dù cho khó khăn mấy chúng ta phải cố gắng để vượt qua, dù cho trắc trở như thế nào chúng ta cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Trong những lúc hoạn nạn thì lúc đó mới biết tình người của chúng ta như thế nào, và cái điều này đã chứng tỏ cái là phước tích của chúng ta đã thể hiện từ xưa đến nay. Và Nhật Cường đã từng tới đây 2-3 lần đã thấy được cái tình nghĩa này rất là thấm thiết. Và thậm chí trong cái tổ chức gì, trong cái cuộc đưa tiễn gì, trong cái nỗi buồn gì trong gia đình, đều thấy cả làng đều chia sẻ. Đó là cái điều mà các anh nghệ sĩ và các nhà khoa thấy được cái nỗi niềm đó và sẽ bắt chước và sẽ học hỏi, và thậm chí là sẽ đưa những điều đó tốt đẹp này lên trên báo chí và trên YouTube hoặc là kênh truyền hình để cho mọi người ở các nơi thấy được là chúng ta rất yêu thương, đồng lòng lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau. Xin hết. Dạ, em xin đại diện cảm ơn anh Nhật Cường rất là nhiều ạ. Và em cũng xin chào cô chú, các anh chị. Bây giờ em sẽ đại diện em đọc tên 10 hộ gia đình. Thì em đọc tên 10 hộ gia đình thì mình sẽ lên một lần. Sau đó là em xin mời anh Nhật Cường sẽ đại diện tặng quà cho 10 hộ gia đình đầu tiên. Ông bà Lương Thị Chậu. Ông bà Hà Vĩnh Phúc. Bà chào bố rồi. Ông bà Hoàng Ngọc Tuấn. Dạ em xin mời 10 hộ gia đình mình lên ạ. Trong chương 10 ngày này giới thiệu anh Trương Hải Nam. Bây giờ sẽ mời anh Hồ Xuân Phong. Mời Hồ Phong để cho đủ 10 hộ. Còn kiểm tra lại giùm em còn thiếu 2 hộ ạ. Còn Hồ Xuân Phong ạ. Dạ Hồ Xuân Phong. Dạ rồi. Ai nhà Hồ Xuân Phong đi. Dạ rồi rồi rồi, lên đây xin chị cô qua đây cùng. Rồi còn một hộ nữa. Mình sẽ làm một lần 10 hộ cho nhanh nha. Bây giờ chỉ còn thiếu một Trương Hải Nam. Trương Hải Nam không làm sao, làm sao được. Bây giờ thì này Trương Hải Nam xin phép Long sẽ đưa thân cho bác sĩ trường xóm sẽ nhận cho Trương Hải Nam. Bà con nhớ kỹ mà. Chú tên gì ạ? Chú Hà Sứ. Dạ vâng, chú Sứ sẽ là người đại diện nhận cho gia đình nào anh nói lại. Trương Hải Nam. Trương Hải Nam. Vâng, dạ, bà con làm chứng giúp cho chương trình luôn nha. Đây mời hai cái. Bọc sự nhân hai hai chung lắm hả? Rồi, chụp tấm ảnh có điểm. 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 Ông bà Lương Vĩnh Tuấn. Ông bà Lê Trọng Diễn. Ông bà Hoàng Thị Thanh Bé. Ông bà Lê Thị Khâm. Hoàng Thị Thanh. Hoàng. Ông bà Nguyễn Bá Thị Diễu. Ông bà Hoàng Thị Ngọc Liễu. Ai nhận 2 phần đâu ạ? Chị là nhận giùm cho ai ạ? Hả? Cảm ơn em. Rồi. Rồi bỏ 2 phần á. Đó thấy chưa? Em hãy phần anh. Dạ, tí xíu. 2 phần anh tập bên đây. Rồi rồi, đi đi. Rồi. Dạ. Cái nào? Hai phần. Thiếu thiếu một người thái thiếu. Hai phần đây. Đúng rồi. Cũng mới chín không là 3, 5.
đây tập trung vô nghe dùm nghe chị tên gì ạ? À? Đúng không? Phương Thảo đã có đàn ông cho chị dành dùm trai nữa. Hai người đưa thanh minh đúng rồi. Trời đó, hai người nữa đủ rồi. Hai người đúng rồi. Hai người. Rồi một người. Ở đây hai người. Rồi đây một người. Hai phần đúng rồi. Rồi cảm ơn anh đứng vô chụp hình với là mấy cô luôn. Dạ xin con bức ảnh nè. Ai chụp bức ảnh nè? Con nè. Con đi. Đúng rồi. Đi xin rồi tới luôn. Chị ơi, chị lên đi xuống. Đợi cho. Anh đọc máy này rồi đi mọi người. Rồi bây giờ ở đây hai phần luôn. Rồi cho phần nha. Hai phần hả? Từ không. Cô có cho nên là nó bị rối ở chỗ này cho nên bà con thông cảm nha. Rồi. Video cũng khá dài cho nên Nhật Cường kiếm cái cảnh nào cho nó đẹp đẹp, nó lãng lãng mạn tí xíu để quay nói lời kết. Thì cuối clip thì Nhật Cường cũng chỉ biết gửi lời chúc đến cả nhà mình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và lúc nào cũng muốn chia sẻ cho cả nhà những nơi mà Nhật Cường đã đến. Và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Nhật Cường. Nhớ đăng ký subscribe, like nha. Chân thành cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.